Hội đồng thành viên công ty hệ thống thông tin FPT, ban tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, ban chấp hành công đoàn công ty hệ thống thông tin FPT vô cùng buồn bã báo tin. Anh Dương Dũng Triều, tên khai sinh là Dương Dũng Triều, bí danh Triều Cái, nguyên ủy viên hội đồng thành viên công ty hệ thống thông tin FPT, nguyên tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, đoàn viên công đoàn FPT từ khóa 1 đến nay. Do tuổi trẻ tài cao lại gặp phải thời luân chuyển lãnh đạo, mặc dù đã được tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty hệ thống thông tin FPT và gia đình tận tình khuyên bảo và níu giữ, anh đã phải chuyển làm phó tổng giám đốc tập đoàn FPT phụ trách toàn cầu hóa vào hồi 11 giờ 11 phút ngày 28 tháng 4 năm 2014, tức ngày 29 tháng 3 năm Giáp Ngọ, khi vừa tròn 41 tuổi. Phòng làm việc của anh được đặt tại tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Hà Nội. Đây là một tổn thất lớn đối với toàn thể cán bộ nhân viên công ty hệ thống thông tin FPT. Để tỏ lòng tri ân đối với anh Dương Dũng Triều, hội đồng thành viên công ty hệ thống thông tin FPT, ban tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, ban chấp hành công đoàn công ty hệ thống thông tin FPT quyết định tổ chức tiệc chia tay anh Dương Dũng Triều với nghi thức đại tiệc. Danh sách ban tổ chức buổi lễ gồm có: 1. Ông Đỗ Cao Bảo, chủ tịch công ty hệ thống thông tin FPT, trưởng ban tổ chức. 2. Ông Phạm Minh Tuấn, tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, phó ban tổ chức. 3. Ông Đỗ Sơn Giang, phó tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, thành viên ban tổ chức. 4. Ông Phùng Việt Thắng, phó tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT, thành viên ban tổ chức. Hết thông cáo. Sau đây là tiểu sử anh Dương Dũng Triều. Anh Dương Dũng Triều sinh ngày 10 tháng 6 năm 1973 tại nhà hộ sinh Mỏ Trạm trên phố Phùng Hưng, Hà Nội. Trong một gia đình không có ai làm nông dân. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước được hòa bình, thống nhất, cuộc sống người dân dần được cải thiện. Ngay từ khi 2 tuổi, anh đã thoát ly đi học tại trường mẫu giáo mầm non 20 tháng 10 Hà Nội. Sau 4 năm học, nhờ tư chất thông minh, anh đã tốt nghiệp xuất sắc ngôi trường danh tiếng này với hàng trăm phiếu bé ngoan. Từ năm 1979 đến năm 1990, do gia đình không có gì ngoài điều kiện, anh được tự đi học phổ thông suốt 12 năm liền. Anh đã trải qua các trường tiểu học Thăng Long, trường trung học cơ sở Trưng Vương và trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam ngay tại thủ đô Hà Nội. Đến năm 1991, không hiểu vì sao anh đã đỗ một lúc 3 trường đại học là Bách Khoa, Giao thông và Xây dựng với số điểm thi rất cao. Anh được chọn đi học tại Liên Xô, nhưng người tính không bằng trời tính. Liên Xô đã tan rã ngay trước ngày anh lên đường. Anh đành ngậm ngùi vào học tại lớp K35 Khoa Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tại đây, anh đã được gặp thầy giáo Bùi Quang Ngọc, người đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến ngôn từ, lời nói và hành vi của anh trong suốt sự nghiệp sau này. Tháng 6 năm 1995, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, nhờ có sự giúp đỡ tận tình của người thầy Bùi Quang Ngọc, anh được nhận và làm việc tại FPT, nguyên là một công ty thực phẩm hàng đầu Việt Nam, với vị trí là một kỹ sư phần mềm.
do có quan hệ tốt với các lãnh đạo, kết hợp với nhiều khả năng đặc biệt khác, anh nhanh chóng được cất nhắc lên nhiều vị trí quan trọng của tập đoàn FPT. Từ một sinh viên thực tập, anh được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng chỉ trong thời gian rất ngắn. Tháng 1 năm 2000, khi cả thế giới hân hoan bước vào thiên niên kỷ mới, anh đã lạnh lùng với vợ. Trong 10 năm tiếp theo, vợ chồng anh đã sinh liên tục 3 người con, vượt 150% kế hoạch và xuất sắc đạt tỷ lệ 100% nữ giới. Tháng 12 năm 2003, công ty giải pháp phần mềm FPT được thành lập, và không ngoài ai khác, anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Khi đó, anh là tổng giám đốc trẻ nhất trong công ty. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Trương Gia Bình lại không ngần ngại khi ký quyết định bổ nhiệm anh làm phó tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT. Và chỉ 4 năm sau, năm 2000, anh lại được nâng cấp lên thành tổng giám đốc của công ty có doanh số to nhất FPT này. Nhưng con đường quan lộ của anh vẫn chưa chịu dừng lại tại đây. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, do có quý nhân phù trợ, Hội đồng Quản trị FPT đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm anh làm phó tổng giám đốc tập đoàn FPT phụ trách toàn cầu hóa. Trong suốt quá trình làm việc liên tục trên 20 năm tại FPT, anh Dương Dũng Triều đã có những đóng góp quan trọng trong việc mở rộng hoạt động của công ty hệ thống thông tin FPT tại thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần đưa công ty trở thành tổng thầu của nhiều dự án công nghệ thông tin lớn như dự án ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân cho ngành thuế, dự án ERP quản lý nguồn lực doanh nghiệp cho tập đoàn Petrolimex, dự án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Là người học trò xuất sắc, thân thiết và gần gũi của Tổng Giám đốc Bùi Quang Ngọc, là Tổng Giám đốc công ty thành viên trẻ nhất tập đoàn, anh được đồng nghiệp yêu mến, nhân viên kính trọng, đối tác ngưỡng mộ, là niềm tự hào của lãnh đạo FPT qua các thời kỳ. Do công lao to lớn đối với tập đoàn FPT, anh đã được tặng thưởng nhiều huy hiệu cao quý mà phần lớn đều do ông Bùi Quang Ngọc tài trợ. Ngoài ra, anh còn nhận được rất nhiều bằng khen và tiền thưởng của lãnh đạo tập đoàn FPT và các tổ chức quốc tế khác. Hết được rồi. Tôi là không thể tin được là ông Triều nguyện lên làm phó tổng giám đốc làm cái gì. Chém gió thì không, rượu bia thì không, thuốc lá cũng không, lên đi làm cái gì? Ở dưới này nhá, có anh có em, đệ tử đông như suối. Ới một cái là có bọn nó đến ngay. Lên đó thân cô thế cô, tôi cũng lo lắm. Có mỗi ông sếp quen thân thì ông đi họp suốt ngày, không biết có giúp gì được không. Tôi lo cho ông Triều lắm, cũng thì lo lắm. Đây là phòng làm việc của anh ấy. Hằng ngày anh ấy vẫn ngồi đây với chiếc kính dày cộp, nhưng hôm nay sao mà không thấy anh. Thế là từ nay em không được nghe anh văng tục nữa. Em buồn quá. Không biết khi nào mới được gặp lại anh đây. Anh lên tầng 13 của tòa nhà FPT rồi thì làm sao chúng em đến thăm anh được.